Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 7, trang 88, sách giáo khoa toàn 6 cánh trời tập 1. Bài tập số 7 có nội dung như sau. Công ty An Bình có lợi nhuận ở mỗi tháng trong 4 tháng đầu năm là âm 70 triệu đồng. Trong 8 tháng tiếp theo, lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 60 triệu đồng. Sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là bao nhiêu tiền? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích bài toán này. Thì bài toán này cho biết là công ty An Bình có lợi nhuận ở mỗi tháng trong 4 tháng đầu năm là âm 70 triệu. Tức là công ty này 4 tháng đầu năm thì đang mỗi tháng đang bị lỗ 70 triệu. Trong 8 tháng tiếp theo, lợi nhuận của mỗi tháng công ty là 60 triệu đồng, tức là đang lãi 60 triệu đồng, đúng không? Người ta hỏi chúng ta là sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là bao nhiêu? Vậy bây giờ muốn tính tổng lợi nhuận sau 12 tháng kinh doanh thì chúng ta phải lấy lợi nhuận trong 4 tháng đầu năm cộng với lợi nhuận trong 8 tháng tiếp theo, đúng không? Vậy thì ở cái bài này, đầu tiên chúng ta phải tính cho cô lợi nhuận của 4 tháng đầu năm và lợi nhuận của 8 tháng tiếp theo xem bằng bao nhiêu đã. Đầu tiên các bạn tính cho cô lợi nhuận của 4 tháng đầu năm. Như vậy ta sẽ có lợi nhuận của 4 tháng đầu năm là 70 triệu đồng. Như vậy lợi nhuận của 4 tháng đầu năm, tức là chúng ta sẽ lấy 4 nhân với âm 70, đúng không? Thì đã có 4 mà nhân với âm 70 thì chính bằng âm 280 triệu đồng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp cho cô lợi nhuận trong 8 tháng tiếp theo. Lợi nhuận của 8 tháng tiếp theo là, ta có 8 tháng tiếp theo thì mỗi tháng lợi nhuận của công ty là 60 triệu đồng, đúng không? Vậy thì 8 tháng thì chúng ta sẽ lấy 8 nhân với lại 60. 8 nhân với 60. 8 nhân với 60 thì sẽ bằng là 480 triệu. Đồng. Vậy bây giờ muốn tính lợi nhuận của 12 tháng thì chúng ta sẽ lấy lợi nhuận của 4 tháng đầu năm là âm 280 cộng với lợi nhuận của 8 tháng tiếp theo là 480. Vậy ta có sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty là 280 triệu đồng cộng với lại lợi nhuận của 8 tháng tiếp theo là 480. Rồi các bạn tính cho cô xem bằng bao nhiêu. Âm 280 mà cộng với 480 thì sẽ bằng 480 trừ đi 280, đúng không? Như vậy sẽ bằng là 200 triệu đồng. Rồi sau đó các bạn kết luận cho cô. Vậy thì sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là 200 triệu đồng. Vậy sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận
của công ty. An Bình là 200 triệu đồng. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em làm xong bài tập số 7 trang 88 sách giáo khoa toàn 6 cánh trời tập 1. Các em hãy truy cập vào trang laizai2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.